con vái trời Phật cho cháu thi đậu và khấn nguyện nhiều mà không thành công, có phải con không được trời Phật thương? Quý vị, giả sử ha, ta chỉ cho quý vị cái miếng đất này nó màu mỡ dữ lắm. Làm ăn ở đây là coi như là nó phất phất nghe, trồng cái gì là nó phất dữ lắm. Thì nếu mà mình được miếng đất đó thì mình cần làm cái gì? Mình cần gieo trồng thì mình mới có được cái quả, chứ không phải là mình nghe nói vậy đó rồi suốt ngày mình làm cái bát nhang ở trên miếng đất đó, rồi tối ngày là mình khấn miếng đất đó: đất cho tôi giàu, cho tôi giàu, cho tôi giàu, xin thưa. Là cái đất nó mà trả lời được nó cũng khóc với mình luôn. Bà có miếng đất hoặc là ông có miếng đất thì ông làm ơn làm phước, ông gieo trồng đi, ông gieo đi rồi trái cây nó sẽ lên, nó có cho ông. Chứ còn ông ở đâu ông khấn thì ở đâu ra? Cái việc mà mình trong cái câu hỏi này cũng vậy thôi. Cái đứa cháu nó muốn thi đậu thì nó lo nó học đi chứ, lo nó rèn luyện đi chứ, thì tự nhiên nó đậu. Cái đậu nó cũng là do cái nhân duyên của cái việc mình đã có sự rèn luyện. Chứ còn mà mình thay vì mình dành thời gian cho cái việc là rèn luyện đó, mình dành thời gian cho cái việc khấn vái, thì xin thưa là mình đi nó ngược. Với những trường hợp này đó, cái chuyện mà khấn thì nó cũng chỉ mang tác dụng giống như là an ủi, trấn an tâm linh. Giờ người ta nói là có những người là gọi là cái thuộc cái hệ tâm linh đó. Tức là làm thì không có cố làm, mà chơi suốt ngày chơi cầu không à, mà họ quên là phải có gieo nhân thì mới gặp được cái quả. Muốn thi đậu phải gieo cái nhân là học, nghiên cứu học, thì khi đó nó mới có được cái nhân thi đậu. Chứ còn không có mà khấn vái thì ở đâu ra? Cho nên cái này á, sư nói thì nó hơi buồn, nhưng mà quý vị như thế này là quý vị đang phỉ báng Thế Tôn. Tức là mình cái gì cũng đổ thừa cho nghiệp, rồi mình giao hết cho Đức Thế Tôn, mình giao cái trách nhiệm cho Thế Tôn là Thế Tôn phải cho mình cái này, phải cho mình cái kia. Trong khi đó Đức Thế Tôn á, như là một người bác sĩ, mình đến gặp bác sĩ cho thuốc, thì mình về mình thương, mình tin tưởng bác sĩ thì mình phải uống thuốc, phải nghe theo lời hướng dẫn của bác sĩ. Thí dụ như bác sĩ cho thuốc gì mình uống thuốc đó, chứ không phải là đi bác sĩ về đem cái hình bác sĩ á, thương quá đem hình bác sĩ đem bàn thờ mỗi ngày lại thì làm sao hết bệnh. Mà lại không chưa đủ, rồi mình mỗi ngày mình lấy cái toa bác sĩ á, mình ngồi đọc paracetamol mỗi ngày 3 lần, mỗi lần 1 viên, aspirin mỗi ngày 2 lần, mỗi lần nửa viên đó. Thì quý vị cứ đọc suốt như vậy đó, sáng đọc cử, chiều đọc cử, tối đọc cử, nửa đêm bật dậy đọc thêm cử nữa. Paracetamol mỗi ngày 3 lần, mỗi lần 1 viên, aspirin mỗi ngày 2 lần, mỗi lần nửa viên. Quý vị có đọc 1 năm cũng không hết bệnh nổi. Tại sao vậy? Uống đi mới hết chứ. Bác sĩ cho thuốc có sai không? Không có sai. Cái vấn đề là thuốc không chịu uống. Đức Thế Tôn cũng vậy đó, cho chúng ta cái lời dạy thì chúng ta phải hành theo mới thoát khổ. Chứ còn mình hành thì không có hành, mà suốt ngày cứ lạy rồi xin ở đâu ra? Cái mà mình đang làm á, là nó đi ngược với nhân quả, và thậm chí là nó phỉ báng Thế Tôn.
Cho nên quý vị hỏi là không được trời Phật thương, xin thương, quý vị chơi quý vị phỉ báng Phật mà đầu Phật thương thương sao?